Dạ em chào anh Hiệp á. Dạ em chào tất cả bà con của kênh LTK. Thì hôm nay em cũng có về một lô cây cảnh nè, như là bông trang và ngũ sắc nha bà con. Nói chung là cũng giống như thường lệ thôi ha. Nhưng mà để bắt đầu giao lưu em sẽ giới thiệu nha. Em là tên Luân ở Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại em là 0907 214139 nha. Đó là số Zalo của em luôn ha bà con. Rồi bắt đầu mình giới thiệu cây số 1 nha, để bà con mình cùng giao lưu ha. Đó là cây Mỹ Hồng ha bà con. Mỹ Hồng một cốt, hàng thuần chậu ha. Cây sống khỏe ha. Cây này đã thuần chậu rồi. Đó, đang đầu ra bông nha. Đó, Mỹ Hồng ha. Đây. Hàng thuần chậu sống khỏe, đang đang bông tốt nha. Rồi bà em báo thông số nha. Thông số cây số 1 này là chiều cao của nó là 1m5. Tán ngang của nó là 1m3, gốc 14. Đó, cái này có củ luôn nha bà con ha. Củ lớn, rễ lớn ha. Rồi cái này có giá là 1,8 triệu, bao gồm phí ship luôn ha. À, tán ngang của nó là 1m3 nha, cao của nó là 1m5 ha, gốc của nó là 14, cái này là có giá là 1,8 triệu. Rồi, Mỹ Hồng ha bà con. Rồi, xuống cây ha. Cây mắt sao luôn nè. Rồi, cây số 2 cũng là cây Mỹ Hồng luôn nha bà con. À, hai cây này cũng giống nhau ha, tàn tròn đều đẹp ha. Cũng là hàng thuần chậu luôn, cây sống khỏe luôn ha. Đó, đang bồng đang nụ luôn nha. Rồi cái số 2 này là chiều cao của nó 1m2, ngang của nó cũng 1m2 luôn nha. Gốc cây này thì hơi nhỏ hơn, không không có củ bằng cái kia, nhưng mà có thoát thân lên được xíu. Cái này gốc được 11 thôi nha, cái này cũng có giá là 1,8 triệu. Cây kia thì nó sát đây luôn ha, nó mệt đây bạch đây, nó có một cái củ, còn này nó có thoát thân lên xíu nha. Rồi gốc 11 ha, cây này cũng có giá là 1,8 triệu luôn. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tiếp theo là cây số 3. Số 3 là cây trang vàng nha bà con. Đó, tan về trang vàng. Tan cây này rất là đặc ha bà con. Cũng là hàng thuần chậu hết, cây sống khỏe ha. Cây nào lô nào thuần chậu thì sẽ báo thuần chậu hết nha bà con. Đó, cây này rất là tan dày tròn đều đẹp nha. Rồi cây này chiều cao của nó là 1m1, ngang 90, gốc cây này 12, cây này có giá là 700.000. Cũng bao gồm phí ship luôn ha. Đó, 700.000 bao gồm phí ship luôn nha bà con. Trang vàng một cốt ha. Rồi xuống cây. Đây nè. Cái số 4 của mình là cũng trang vàng luôn ha. Cái này tàn thông nha bà con. Cái này tại vì trồng trong chậu lâu ngày nó hơi bị nghiêng ha. Về mình sửa lại vậy nha. Đó. Dáng của nó là gì nha bà con. Rồi cây này chiều cao của nó là 1m4, ngang 80, gốc 12, cây này có giá là 700.000. Cây này là đang bông rất là nhiều nha bà con. Cũng là một cốt ha. À, một cốt nè, tàn thông ha, cây sống rất là khỏe ha, thuần chậu hết nè. Đây, cây này cũng đang bông nha bà con. Rồi, cây này là có giá 700.000. Xuống cây ha. Cây số 5 nha bà con. Đó, cây số 5 của mình nè, cái này chiều cao cũng là 1m3, ngang 75, gốc 12. Cây này cũng có giá là 700.000 luôn. Lô này đồng giá nha bà con. Đó, cây này tàn thông là cái này dáng đứng nha bà con. Cây nãy thì nó nghiêng đó, gì mình thay chậu mình sẽ sửa lại ha. Chứ cây này là dáng rất là đẹp ha. Đây, một cốt luôn ha. Cây sống khỏe thuần chậu luôn nha. Cây số 5 giá 700.000. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 6 nha, cũng là cây trang vàng luôn ha. Đó, cây này là đang nụ nha bà con. Đấy, đang bông đang nở ha, rất là đẹp nha. Rồi cây này chiều cao của nó là 1m3, ngang là 75, gốc cây này là 12. Cây này cũng có giá là 700.000 luôn. Đó, một cốt hết ha. Đây, tàn một cốt hết nha bà con. Sống khỏe ha, thuần chậu đây. Rồi xuống luôn ha. Rồi cây số 7 ha bà con. Cây số 7 cũng là cây trang vàng luôn nha. Đó, cây này nó cũng nó về mình trồng ngay ngay là gì nha. Tại vì trong chậu nó hơi nghiêng ha. Đó, dáng cây này cũng rất là đẹp nha bà con ha. Đó, đứng như vậy ha, cao của nó là 1m3 luôn, ngang 75, gốc cây này 12. Cây này cũng có giá là 700.000 luôn ha. Đó, đây. Một cốt hết nha bà con. À, hàng một cốt hết ha, hàng thuần chậu sống khỏe hết trơn nha.
Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tiếp theo là cây số 8 ha. 8 là cũng chanh vàng luôn ha. Rồi cây này chiều cao 95 ngang 70, gốc này là 9, cây này có giá là 550.000. À, cũng bao gồm phí ship luôn ha bà con. Hàng thuần chậu hết ha. Đây rễ ghê rất là đầy luôn nha bà con. À, rễ ăn không còn đất luôn á. Một cốt hết ha. Đó. À. Cây này tàn đặc nha bà con. 550.000. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi, tiếp theo là cây trang đỏ nha bà con. Trang một cốt tàn thông, lá nhỏ. Trang đỏ ha. Cây số 9. Đó, đang gộ bông nha bà con. Cây này chiều cao của nó là 1,5 m, ngang 75, gốc cây là 11, cây này cũng có giá là 700.000 luôn ha. Đó. Cái này á, là mình về mình sửa tùy thích nha bà con. Có thể là mình cắt theo tàn tròn thì cắt ngang đây, còn nếu mà để tàn thông thì bấm này vô ha. Cho nên là em không biết nữa, về mình thích như nào cho nên làm không có sửa luôn ha. Để tự nhiên nha. Rồi trang đỏ số 9 700.000. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tiếp theo là cây số 10 ha. Cũng là cây trang đỏ luôn nha bà con. Đó một cốt tàn thông ha. Đó, cái này có vẻ tàn nó hơi thông hơn ha. Rồi cái này cao là 1,6 m, ngang 70, gốc 10, cái này cũng có giá là 700. Một cốt hết nha bà con. Đây, một cốt có thất thân ha, hàng thuần chậu, cây sống khỏe. Đó, bao sống bao ship luôn ha. Rồi cái này đang bông rất là nhiều ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cây số 11 là cây đỏ nhung nha. Đỏ nhung lá bóng nha bà con. Đó, cái này đợt bông nó cũng chuẩn bị tàn ha. Đó, con số đang nở có số tàn ha bà con ha. Nhưng mà hàng thuần chậu hết nha. Rồi cái này là chiều cao của nó là 90, ngang 80, gốc 8, cái này có giá là 700.000. À, đỏ nhung lá bóng nha bà con. Rồi cái này 700.000 bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây. Rồi cây 11 ha. 11 là cây đỏ, cây cam, gọi là cây cam thái hoặc là cây gót ha. Đây. Cây nó hơi nghiêng ha. Rồi cây này chiều cao 75, ngang 70, gốc 9 ha. Cây này có giá là 400.000 nha bà con. Cây này đang gỗ bông rất là nhiều ha. À. Cái này về là mình thay chậu là cây đẹp nha bà con. Này cũng là một cốt hết ha, hàng thuần chậu, cây sống khỏe hết nha. Đó. À. Rồi xuống cây luôn ha. Cây này có giá 400.000, cây số 12. Rồi cây Mỹ Hồng mini nha. Đó. À. Cây số 13, chiều cao của nó 75, ngang 60, gốc 8, cái này có giá là 400.000. Đang bông nha bà con. Đó, mà những cái này là em vô cắt cành, mới cắt cành lại thôi nha. Là cho nó ra, cho nó đều lại thôi. Rồi, xuống cây luôn ha. Rồi, tiếp theo là lô giấy nha bà con. Đó. Nhắc tới giấy thì em cũng có xin đôi lời để chia sẻ cho bà con mình ha. Thật ra thì em giấy này á, em làm để giao cho bà con á, là làm rất là cẩn thận rồi. Nhưng mà khi giao á, là có những khi nó gãy những cái nhánh ngoài này thì bà con thông cảm giùm em, tại vì còn cái mắt ghép thì vẫn lên được. Thậm chí nếu mà không còn mắt ghép thì lâu lâu mình vẫn tỉa cành cho nó ngắn đi, sẽ nó ra tàn sẽ đẹp hơn ha. À, còn nếu mà bà con nào á coi khi mà chốt hàng á thì cứ như là phải tôn trọng cái ý kiến của mình, chứ để khi nhiều khi là em giao tới cây tới nơi rồi cái là điện thoại cái tắt máy luôn, không nhận hàng thì cũng kẹt cho em ha. Đó, hoặc là bây giờ cây á, giao thì đương nhiên á, bông được bông này á, thì sẽ rụng, nhưng quá trình chơi lâu dài nha bà con, đó nó sẽ ra được khác. Nhiều khi những cái lý do nó không đáng ha mà mình làm khó nhau thì cũng kỳ. Rồi bắt đầu em xin giới thiệu ha, cây số 14 nha, là cái giấy. Rồi cây số 14 này, cái này là cao 1 m ha, ngang 60, góc 11 ha bà con. Đó, khi bữa nay mình sẽ đối xử không tốt với một người nào đó thì ngày khác có một người khác sẽ đối xử không tốt lại với mình nha bà con. Rồi cây số 11 ý, cây số 14 ha, là 1,1 m nha. Rồi xuống cây ha. Đây màu sắc đủ luôn nha bà con ha. Đủ màu hết ha. Đủ 5 màu. Rồi cây số 15 ha. Rồi chiều cao nó 95, ngang là 90, góc 13, cái này là 1,1 m 50 ha. Cái này là 1,1 m 50 nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cây số 16 ha. Số 16 là cây này chiều cao 1,1 m, ngang 90, gốc 20 ha. Cái này có giá là 1,8 m nha bà con. Cái này cũng đủ 5 màu luôn ha.
Đây. Đỏ nằm bên đây ha, vàng, cam, trắng. À, nó đủ màu hết nha. Đây màu hồng dưới này nó mới đầu ra nha bà con. Rồi xuống cây luôn ha. Cây số 16 giá 1,8 triệu ha. Rồi tới cây 17 của mình nha. Cây 17 chiều cao của nó là 1m1, ngang 85, gốc cây này 18, cây này cũng có giá là 1,8 triệu luôn nha bà con. Đó, màu thì có đủ màu, bao đủ màu cho bà con luôn nha. Đó, ví dụ như là cái những cái tượng này nó cũng không đáng ngại đâu. Có thể là mình bấm ngang đây cũng được nữa. Nó sẽ ra hai ba trò khác. Ha. Còn vận chuyển đường xa bà con cũng thông cảm, như khi bông lá nó cũng rụng trong đỉnh về mình dưỡng lại giùm em nha. Rồi xuống cây ha, cây 17 giá 1,8 triệu. Rồi tới cây 18 nha. Đây cây 18. Gốc Mỹ này gốc lớn không nha bà con. Cây này cao 1m1, ngang 85, gốc cây này 17, cây này có giá là 1,7 triệu luôn nha. Rồi cao 1m1, ngang 85, gốc là 17 ha. Cây này có giá là 1,7 triệu luôn ha. Cũng đủ 5 màu luôn nha bà con. Đó. Rồi xuống cây ha. Rồi cây 19 nha. Cây 19 là chiều cao của nó là 95, ngang 80, gốc cái này 16, cái này giá là 1,7 triệu luôn nha. Đó, vẫn đủ màu luôn ha bà con. Đây. Đủ màu hết ha. Thì 5 màu thông thường là màu vàng nè, màu cam nè, màu đỏ, màu hồng và màu trắng nha bà con. Rồi cây số 19 là giá 1,7 triệu. Rồi mình xuống cây ha. Rồi cái 20 á, 20 là chiều cao của nó là 1m5, ngang 85, gốc 16, cái này là 1,750 triệu nha bà con. Nó tàn rất là đặc, do là mình cắt tàn vô thường xuyên thì tàn nó sẽ dày dày ra thêm ha, mỗi ngày mỗi dày nha bà con. Màu thì 5 màu là màu đỏ ha, màu hồng ha, màu vàng, màu cam và màu trắng ha. Rồi cây số 20 có giá là 1,750 triệu ha. Cây này gốc rất là lớn và đẹp ha bà con. Rồi xuống cây ha. Cái lô Mỹ này rất là đẹp nha bà con. Gốc rất là lớn không ha. Củ đẹp ha. Cây 21, cây này chiều cao của nó là 1m1 nha. Ngang 80, gốc cây này là 19, cây này cũng giá là 1,750 triệu luôn nha bà con. Màu vẫn đủ màu ha, như những cây vừa rồi ha. Đó. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi, tới cây 22, cao 1m, ngang 65, gốc 13, cái này là 1,150 triệu nha bà con. Cái này vẫn đủ 5 màu, mặc dù là nó hơi nhỏ nhưng mà đủ 5 màu hết ha. Này là màu hồng sắc pháo ha, đây là màu cam, đây là màu vàng, màu đỏ. Ha, còn một màu trắng nữa. Đây. Trắng nha bà con ha. À. Rồi, đủ 5 màu luôn nha bà con. Cây này tàn hơi nhỏ nhưng mà gốc lớn ha, thóc thân cao đẹp nha bà con. Rồi, 1,150 triệu ha. Rồi, xuống cây ha. Tới cây 23 nha. Đó, vẫn là 5 màu nha bà con. Đây. Vẫn đủ 5 màu hết ha. Rồi chiều cao 95, ngang 65, gốc 12 cũng là 1,150 triệu luôn nha. Ôi này cây này chiều 1, xin lỗi nha bà con, cây này chiều 1 rồi nha. Đây. Rồi xuống cây luôn ha. Tiếp theo là cây 24 nha, vẫn là đủ 5 màu luôn nha bà con. Cây này cao 75, ngang 70, gốc 12, cây này có giá là 900 ngàn. Đó, giấy thì em ship nguyên chậu cho bà con luôn nha. Đó. 24 giá 900 ngàn. Rồi xuống cây ha. Rồi cây 25, chiều cao 95, ngang 70, gốc cây này 14 ha. Cây này là giá cũng 900 luôn nha bà con. Tuy là nó hơi ngắn thôi nhưng mà thật ra thì nó củ rất là lớn ha. Đó, gốc rất là đẹp, gốc Mỹ không có lỗi gì hết nha bà con. Đó, khi phát hiện lỗi thì em cũng không giao đâu nha. Rồi cái này vẫn đủ 5 màu luôn ha. Đó, có những cái màu nó chưa lên đều thôi nha. Đây cam, vàng, ha, hồng, đỏ, trắng nha. Rồi cái này cũng giá 900 ngàn luôn ha. Xuống cây ha. Rồi em nhắc lại số điện thoại của mình nha. Số điện thoại của em là 0907214139 nha bà con. Rồi cây 26 cao 95, ngang 65, gốc 12. Cái này cũng giá là 900 ngàn luôn ha. Đó cũng vẫn đủ 5 màu luôn nha bà con. Rồi xuống cây luôn ha.
Rồi cây 27, cao 75, chiều cao 75, cây ngang là 80, gốc cây này 11, cây này cũng giá là 900 ngàn luôn ha bà con. Dán đủ 5 màu hết ha. À, tiền nào cô nấy nha bà con, tiền này nói chung là cây nó hơi nhỏ cho nên giá nó cũng vừa chơi, nhưng mà vẫn quan trọng là đủ 5 màu về mình dưỡng lại thì mình chơi tốt luôn nha bà con ha. Gốc đẹp ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây này 5 màu, cây này tàn tròn ha, nhưng mà gốc thường. Đó, tàn rất là tròn nha bà con. Cái này chiều cao của nó là 1m1, ngang là 1m nha. Gốc 9, cái này có giá là 950.000. Rồi 950.000 nha bà con. Đủ 5 màu luôn ha. Rồi xuống cây ha. Cây 29 của mình nha bà con. Đây cây này cũng vẫn đủ 5 màu luôn nha. Đây hồng ha, đỏ, cam, vàng, trắng. Rồi cây này chiều cao của nó, chiều cao của cái này là 1m2, tán ngang của nó là 90 ha. Gốc này là 16 nha bà con, gốc rất là quái ha, gốc Mỹ rất là đẹp bà con, nhìn nghe rất láng, không có bị thẹo ha, không có bị lỗ gì hết, cây sống rất là khỏe ha. Đây đó, rồi cây này có giá là 1.7 triệu nha bà con. Cái này một cây 29 giá 1.7 triệu. Rồi xuống cây ha. Rồi cây 30 của mình nha bà con, cây này cũng đủ 5 màu luôn nha. Đó, nhưng mà nó lên nhiều khi nó giờ này mình chưa thấy rõ. Này là hồng ha, cam, đỏ và màu vàng và màu trắng. Đây nhánh này là màu trắng nha bà con ha. Đó, đây trắng đây ha, còn màu vàng, vàng chưa lên nha, nhưng mà báo đã bà con là đủ 5 màu hết. Đây cái này nó vừa lú gì cho nên mình chưa thấy được ha, vậy cũng ra chưa phát hiện được màu vàng hay màu cam nha. Nhưng mà cây này thì tàn nó xum xê ha. Rồi cái cây này là chiều cao của nó 90, ngang 70, gốc 12, cái này giá 1.1 triệu nha bà con. Rồi xuống cây ha. Cây 31 là cây hồng phấn ha. À, cây này là chiều cao của nó là 1m2, ngang 50, gốc cái này là 10, cái này có giá là 500 ngàn. Đó, cái đọt bỏ xe nó hơi thấy. Đây, về nha bà con ha. Hồng phấn ha, hồng phấn lá quắn nha bà con. Rồi 500 ngàn. Rồi xuống cây ha. Rồi cái giấy cẩm thạch của mình nha. Chiều cao cây số 32, cao 80, ngang 60, gốc cái này 12 ha. Cái này có giá là 500 ngàn nha bà con. Đây, gốc Mỹ ghép cẩm thạch ha, 500 ngàn cái giấy cẩm thạch này nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tiếp theo là cây 4 màu ha. Cây này là 4 màu, cây 33. Chiều cao là 90, ngang 80, gốc 8, cái này có giá là 800 ngàn nha bà con. À, cái này là 4 màu ha. Rồi xuống cây ha. Rồi cái cắm thạch 2 màu nha bà con. Cây 34, chiều cao 80, ngang 75, gốc cái này 14 nha. Cây số 34, chiều cao là 80, ngang 75, gốc 14, cái này có giá 850.000. Gốc Mỹ rất là đẹp ha, 850.000 nha bà con. Cắm thạch ha. Rồi xuống cây ha. Rồi em có một cây giấy thường nha bà con. Đó, hôm gà mà giao lưu cũng sắp hết lưu giấy thường rồi, còn cây này là hết luôn nha. Đây là em đợi nó ra đủ màu em mới giới thiệu cho bà con. Dù đây là màu cam, còn đây là màu đỏ nè ha. Đó, đây là màu trắng, nó còn một số màu nó đang ra cho nên mình chưa biết là màu gì thôi, nhưng mà thật ra thì bây giờ trước mắt là mình tính là 3 màu ha bà con ha. Màu đỏ, màu cam, màu trắng ha. Rồi cái này chiều cao của nó là 95, ngang 80, gốc cái này là 8, cái này có giá là 550.000 nha bà con. Nó về có thể mình sửa là tay cái chậu này cũng hết đất ăn rồi, nó rễ ra quá nhiều ha. Rồi 550 nha bà con, xuống cây ha. Rồi tới những cặp giấy mini nha, giấy thái một màu, một màu đỏ luôn nha. Cây 36 ha, một màu đỏ, chiều cao là 75, ngang là 25 ha. Cái này có giá, cặp này có giá là 500.000 một cặp nha bà con. Đó, một cặp gì là 500.000. Rồi xuống cây ha. Rồi tới cặp 37 nha. Đó, cái này đó là nụ nhiều hơn là bông ha. Nụ nhiều cho nên là mình thấy chưa nó dày không, nhưng mà cái này nụ rất là nhiều. Chiều cao của nó là 65, ngang là 25, cái này cũng có giá là, cặp này cũng có giá là 500.000 một cặp ha. Rồi xuống cây luôn ha. Cây 38 nha bà con, cây này 2 màu ha, cũng là dễ thái luôn nha. Rồi cây này chiều cao của nó là 70, ngang 45, cái này có giá là 450.000, là cũng gồm có phí ship luôn ha, em ship luôn chậu cho bà con luôn vậy nha.
450 ha. Rồi xuống cây luôn ha. Tới cây 39 nha bà con. Đây, cây 39 nè, màu hồng và màu trắng, trắng phớt ha. Cái này chiều cao của nó là 70, ngang là 40, cái này cũng có giá là 450.000 luôn nha. Rồi xuống cây ha. Sao nó đi dưới khi mấy cây dưới lên đi. Rồi, tới là cây Mỹ đỏ ha bà con. Cặp nha, cặp 40, cao 45, ngang 35, cái này có giá là 300.000. Đây cái cây này là bông nó về nè nha bà con, bông rất là bự và đẹp ha. Đó, mà bông nó màu nó rất là đẹp. Cái cây này thật ra là nó sẽ đẹp hơn nhưng mà nó vừa rồi nó hết bông em mới vừa cắt lại ha, nhưng mà tàn rất là tròn và đẹp nha. Tàn nhánh nhiều, nó em vừa cắt bây giờ nó đang lút tược nè nha. Nó đang đâm chồi kìa ha. Vừa rồi là bông rất là nhiều nha. Đó, Mỹ đỏ ha. Cái cặp này là một cặp này em bán giá 300.000 ha, cặp này là 300 nha bà con. Rồi tiếp theo là cái trang sen. À, sen lá chung ha. Cũng là một cặp luôn nha. Cái này là cặp 41, cao 25, ngang cũng 25 luôn. Cặp này có giá là 250.000. Đó, à, đây nha bà con, bông rất là nhiều và bông này rất là đẹp ha. Lô này thì em có rất là nhiều nha. À, rồi cặp này là 250.000. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới 42 là cặp sứ nha bà con. À, sứ Thái luôn. Đó, bông nó cũng là sắp ấy rồi nha, nhưng mà nó này nó hai màu ha, màu trắng ha và màu đỏ, và nói chung là hai màu ha. Rồi cặp này chiều cao của nó là 35, cũ này là 30 ha, ngang 30, cũ 30 luôn ha. Cặp này có giá là 300.000. Đó, sứ Thái nha bà con, ghép Thái ha. Đây một màu, đây một màu nữa ha, và màu này cũng khác nhau nữa nha bà con. Đó, rồi cặp này là 300.000 nha bà con. Xuống cây ha. Rồi cây kim thanh mai, lúc hổm nó chưa lên bông nhưng đang lên bông rất là thơm nha bà con. Kim thanh mai bông rất là nhìn là đẹp ha, giống như mai châu thủy nha. Bông thơm ha, bông màu trắng chỉ xuống nha. Rồi cây này là chiều cao 60, ngang 55, gốc chính. Cây này có giá là 300.000. Đó, kim thanh mai đang bông rất là thơm nha bà con. Rồi xuống nha. Rồi cây này cũng tương tự là cao khoảng 65 nha, ngang nó cũng khoảng 40 mấy nha. Rồi gốc nó phân chính ha. Rồi cái này cũng có giá là 300.000, tại vì một cặp nha bà con. Đây, cái này cũng 300.000, cũng đang bông nha bà con. Xuống cây ha. Rồi hồng phấn nha bà con, cặp. Cây này nó hay nghiêng à. Rồi cái cây này hay nghiêng thì về có thể là mình trồng lại nha bà con, tại còn cái kẹp này nhưng mà mình về mình trồng nữa. Thẳng lên vậy ha. Rồi cây 45 ha. Cây 45 này là chiều cao của nó là chiều cao là 1m8, ngang 85, gốc cây này 17 ha. Cây này là cũng là 1.2 luôn nha bà con. Đó, cây này 1.2 ha. Tại mình vô chậu nó mới về tỉnh lại ha, nó cũng có phần rụng lá chút đỉnh nha bà con, nhưng mà cái này là bao sống luôn nha. Cây này thì hàng mới vô chậu. Đó, nhưng mà có cái là bao sống. Rồi, cây này 1.2 bao gồm phí ship luôn ha. Xuống cây ha. Rồi cây 46 nha bà con. Đó, cây 46 ha, rất là cao ha, tàn dày nha bà con. Tàn dày, tàn thông ha, đẹp ha. Rồi cây này là chiều cao của nó là 1m8 luôn, ngang 90, gốc cây này 17 luôn ha. Cái này cũng đồng giá là 1.2. Đó. Một cốt nó gì nha bà con. Đó. Rồi xuống cây ha. Rồi cây cua liếp của em ha bà con. À, cây cua liếp là cây 47, là cây trắng phớt hồng ha. Cây này cao 60, ngang 60, gốc 10. Sở dĩ nó có này là lý do cái là gốc này nó có hơi có thẹo nha bà con. Đó, nhưng em xử lý keo rồi ha. Nó không còn ấy nữa ha, nó cứng hết rồi nè nha. Đó, rồi cây này có giá là 550.000 nha bà con. Cây số 47 là cây cua liếp của em luôn ha, trắng phớt hồng, 550. Rồi em cũng xin giới thiệu đọc lại số điện thoại của em nha. Thôi em là 0907 214139 nha. Rồi và em chào bà con, hẹn lại gặp lại trong lớp sau nha.